Bữa này chào mấy bác nhá. Thì bên em hàng nó về lèo tèo, nhưng mà mấy bác biết không, nó rất là chất lượng. Đây mọi người coi con máy này, vừa về này. Vừa về chưa khui luôn, dễ sợ. Chế này, thì cái chế này sẽ không xài được đâu, em lấy chế ra ngang nha. À, thứ dữ rồi, bình xăng này. Ui da, đã. Bồ này, chưa đen hết luôn. Đấy, thử hơi luôn. Thì chốc nay em thấy không? Thấy không? Thấy không? À, giọng màn dây này. À, đã thiệt đây. Mọi người nhìn này. Nó mới leng keng luôn này. Giọng màn thiệt chưa khui luôn nha. Thì vừa về. Thì dòng NB311 này là hàng dành cho những anh thích ghê lắm. Nói chung là những cái dòng này thì nó ghê thứ dữ rồi. Thì mình không nên nói đến. Nó mới ghê không? À, mới thiệt công tắc này. Robin. Áo bô này. Chưa đen hết luôn. Chưa xài bao nhiêu luôn. Đây một con. Rồi đây cần kiết là bao đẹp nhá, thấy chưa, rin nó luôn, cần dài mét sáu nha, thứ dữ mà. Rồi kế đến thì về con 2009 ha. Đó. Đấy. 2009 con này là con com nha. Rồi đây là con com này là 3 3.000. Đấy, cưa tay cụt. Com này cũng con 3.000 luôn. Ok. Thì mọi người mua được thì từ từ, cưa thì em không nói, cưa thì nó khoảng triệu tư triệu rưỡi con. Bao dọn triệu tư triệu rưỡi con là bên em bao dọn bao ship luôn, con nào cũng như con nào à, nó như nhau hết á. Còn có máy cắt cỏ này thì mọi người mà muốn sở hữu nó thì 2,2 triệu, không cần phải quảng cáo quá nhiều, gần như chưa xài bao nhiêu đâu, nên là em đăng lên video cho ngắn ngắn nha mọi người, cho mọi người coi cho vui nha, chứ đâu cần quảng cáo quá đâu. Chưa rửa nha, vừa về luôn. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nha, vừa về tức thì.